Cúp bóng đá U23 châu Á AFC trực tiếp, trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin VietnamSport ngày 4 tháng 6 năm 2022. Trước khi đến với những thông tin chính xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký ngay kênh YouTube VietnamSport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thủ môn Văn Toàn xin lỗi và giải thích về sai lầm trước toàn đội U23 Việt Nam. Thưa quý vị, ở phút thứ 34 của trận đấu, Ben Davis tung ra cú dứt điểm xa trái phá và tìm đúng đến vị trí của Văn Toàn đã lựa chọn. Những cầu thủ môn sinh năm 1999 sẽ tóm gọn ở trái bóng, thì khoảnh khắc này anh đã không làm chủ được cuộc chơi. Ngay sau tình huống thì Văn Toàn cũng gặp chấn thương ở tay trái và phải rời sân, nhường chỗ cho vị trí Quang Văn Chuẩn. Khi về khách sạn thì Văn Toàn đã đứng trước toàn đội để giải thích cho sai lầm của bản thân. Ngay sau khi nhận bàn thua, Văn Toàn cũng phải rời sân vì bị chật khớp ngón tay, nhường chỗ cho đồng đội. Văn Toàn cho biết anh bắt không trúng trái bóng khiến bóng đập vào ngón tay dẫn đến chấn thương. Cơn đau đột ngột khiến cho Văn Toàn mất tập trung trong khoảnh khắc quan trọng. Đồng thời anh đã tưởng bóng bay hết đường biên ngang. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Việt Anh, Văn Toàn mới quay người để cứu bóng thì mọi chuyện lúc đó đã muộn. Bóng đã lăn qua vạch vôi trước khi Văn Toàn kịp đẩy ra. Trong khi cao thủ U23 Thái Lan ăn mừng, các đội thất vọng vì bàn thua, Văn Toàn ngồi xuống sân, cởi găng tay ra và ra dấu cần sự trợ giúp từ đội ngũ y tế. Khi bác sĩ Choi Yu Yang tới nơi thì Văn Toàn nói rằng cháu gãy tay rồi. Tuy nhiên bác sĩ Choi trấn tĩnh Văn Toàn và kiểm tra thấy chỉ bị chật khớp ngón tay. Trên đường đi từ sân động trở về khách sạn, thủ môn Văn Toàn đã xin lỗi các đội U23 Việt Nam sau pha mắc lỗi khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Đã biết lý do U23 Việt Nam bị đầy bụng, Văn Toàn và Danh Trung đến viện. Sáng ngày 3 tháng 6, thì thủ môn Nguyễn Văn Toàn và tiền đạo Trần Danh Trung được các bác sĩ của đội tuyển U23 Việt Nam đưa đến bệnh viện tại Tashkent để chụp MRI nhằm xác định rõ hơn về mức độ tổn thương. Trong trận đấu ra quân gặp U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6 tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2022, thủ môn Văn Toàn và tiền đạo Danh Trung đã bị dính chấn thương, họ không thể tiếp tục thi đấu. Văn Toàn bị chật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Mặc dù tổn thương không lớn nhưng thủ thành này khó có thể kịp hồi phục cho trận đấu kế tiếp gặp cao thủ U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6. Về phía Danh Trung, tiền đạo này may mắn chỉ bị tổn thương phần mềm ở cổ chân. Tuy vậy, Danh Trung cũng cần được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất. Cũng ở trận đấu với U23 Thái Lan, một số cầu thủ của U23 Việt Nam rơi vào trạng thái bị chuột rút, chủ yếu là nhóm cầu thủ không thi đấu tại SEA Games 31. Điều này được lý giải là do cao thủ đó đã trải qua thời gian khá dài nghỉ thi đấu tại câu lạc bộ và cũng mới quay trở lại tập luyện khi lên tập trung của đội tuyển, nên việc hoạt động với cường độ cao sẽ dẫn đến quá tải. Ban luyện cũng đã có những giải pháp để điều chỉnh ổn định thể lực cho toàn đội. Về trường hợp của Thanh Bình, trung vệ này đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận đấu gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 tới. Cao thủ còn lại sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Theo thông tin từ báo Thanh Niên về việc một số cầu thủ U23 Việt Nam bị đầy hơi, đau bụng nhẹ trước trận gặp U23 Thái Lan. Được biết do số cầu thủ này có vấn đề về dạ dày nên khi ăn phải thức ăn có vị chua đã dẫn đến bị kích ứng. Điều quan trọng nhất thời điểm này là toàn đội cần được hồi phục thể trạng một cách sớm nhất. Đó cũng chính là lý do mà huấn luyện viên Gong Yeo-kyun quyết định cho cao trò nghỉ xả hơi trọn vẹn ngày hôm qua. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều ngày hôm nay, 4 tháng 6 năm 2022. Dàn nam thần U23 Việt Nam rạng rỡ ở bể bơi đốn tìm phản nữ. Nhiều fan nữ đã trầm trồ khi chứng kiến hình ảnh các tuyển thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tập luyện thư giãn ở bên bể bơi khách sạn Tashkent, Uzbekistan sau trận hòa trước U23 Thái Lan ở bảng C, vòng chung kết U23 châu Á. Ngày hôm qua, thì ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam như chúng tôi chia sẻ đã cho phép các tuyển thủ dành trọn vẹn cả ngày nghỉ ngơi, hồi phục thể lực sau trận đấu với U23 Thái Lan. Cao trò huấn luyện viên Gong Yeo-kyun đến khu vực bể bơi ở khách sạn mình trú ngụ để tập hồi phục và ngâm mình dưới nước. Bùi Hoàng Việt Anh, Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Văn Tùng và Duy Cương tạo sức hút đặc biệt với fan hâm mộ nhờ thân hình chuẩn và nụ cười rạng rỡ. Huấn luyện viên Hàn Quốc phát biểu thận trọng thừa nhận chưa xem U23 Việt Nam đá. Chỉ phải chạm trán với đối thủ yếu là U23 Malaysia ở lượt trận đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã không quá khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số đậm đà 4-1. Với thắng lợi này, nhà đương kim vô địch tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm, trong khi U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cầm chân nhau ở trận đấu sau đó. Khi được hỏi về trận đấu tiếp theo gặp đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên U23 Hàn Quốc nhận định: trong bóng đá thì bạn không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nên tôi sẽ tập trung vào mục tiêu chiến thắng từng trận đấu một và tạo ra hiệu số tốt nhất có thể để giành quyền vào chơi tại tứ kết. Tôi chưa xem các trận đấu của các đội khác, tôi chỉ tập trung vào đội bóng của mình. Mục tiêu của U23 Hàn Quốc trước mắt là góp mặt ở tứ kết và xem đối thủ là ai. Theo tôi, tất cả những đội có thể góp mặt ở tứ kết đều sẽ những đội mạnh và cơ hội vô địch là như nhau. Về phía U23 Việt Nam, thầy trò viên Gong Yeo-kyun sẽ cần một kết quả có lợi cho U23 Hàn Quốc nếu như muốn nuôi cơ hội đi tiếp. Với đẳng cấp vượt trội của nhà đương kim vô địch, mục tiêu hợp lý nhất cho U23 Việt Nam ở trận đấu này sẽ là một trận đấu hòa hoặc cố gắng để thua với cách biệt ít nhất có thể. Việt Nam trở lại top 15 châu Á.
Trước trận giao hữu với Afghanistan, Việt Nam có 1.215,38 điểm và đứng thứ 96 trên bảng xếp hạng của FIFA. Ít hơn, đội đứng ngay phía trên là Kyrgyzstan 3,1 điểm. Chiến thắng 2-0 trước Afghanistan giúp Việt Nam có thêm 3,5 điểm và nó đủ để chúng ta chiếm vị trí 95 trên bảng xếp hạng của FIFA và 10 năm châu Á từ Kyrgyzstan. Tháng 10 năm 2019 thì Việt Nam cũng đã từng trở lại top 15 châu Á nhờ hai chiến thắng liên tiếp trước Indonesia và Malaysia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Park đã giữ được vị trí này cho đến khi rơi ra ngoài đúng 2 năm sau đó. Và đó là khi Việt Nam thua liên tiếp ở vòng loại thứ 3 World Cup. Sau 8 tháng, Đỗ Hùng Dũng và Cao Hùng Đội mới trở lại top 15 của AFC. Vị trí hiện tại của Việt Nam còn có thể thay đổi nhiều khi các đội bóng xếp gần phía sau sẽ đá vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, trong đó có chính Kyrgyzstan. Các trận đấu này diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 6. Sau đó FIFA mới công bố bảng thứ tự chính thức của các đội trong tháng 6. Việc Việt Nam giữ được top 15 châu Á hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn được. Thầy trò huấn luyện viên Park cũng không chơi thêm trận đấu nào trong giai đoạn tới. Hôm 1 tháng 6, tiền đạo Phạm Tuấn Hải lập cú đúp giúp Việt Nam thắng Afghanistan trong trận giao hữu trên sân Đồng Nhất. Do đối thủ đứng thứ 150 trên bảng xếp hạng của FIFA, Việt Nam sẽ mất điểm nếu hòa hoặc thua. Trong trường hợp thua, đoàn quân huấn luyện viên Park sẽ rơi xuống vị trí thứ 100 thế giới. Hiện tại Việt Nam vẫn là đội tuyển số 1 Đông Nam Á, khi hơn đội xếp thứ 2 là Thái Lan 16 bậc. Philippines đứng thứ 3 ở khu vực với vị trí 133. Chúng tôi xin được tiếp tục với kết quả một số trận đấu đáng chú ý ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, U23 Nhật Bản nhọc nhằn giành 3 điểm đầu tiên. Trái với kỳ vọng của người hâm mộ, hiệp 1 trận đấu giữa U23 Nhật Bản và U23 UAE diễn ra rất tẻ nhạt. U23 Nhật Bản dù là đội nắm thế chủ động nhưng đợt tấn công tỏ ra yếu ớt và thiếu đi sự chính xác. Phía bên kia chiến tuyến, UAE cũng sẽ chủ động chơi chậm nhằm toàn tính cho hiệp 2. Hiệp 2 là 45 phút vô cùng hấp dẫn được cả hai đội tạo ra. U23 Nhật Bản là đội đã vươn lên dẫn trước sau pha bóng hụt của hậu vệ đối phương và Suzuki đã dễ dàng tận dụng thời cơ này, thoát xuống giữ điểm hạ gục U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Thế nhưng chỉ chưa đầy 3 phút sau, U23 UAE đã có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Xuất phát từ quả đá phạt ở khu vực giữa sân, tiền đạo đó là Ambrosi đã thoát xuống cực kỳ thông minh và tung ra cú vô lê cực mạnh làm tung lóc lưới của thủ thành Suzuki trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ U23 Nhật Bản. Những diễn biến sau đó của trận đấu tiếp tục khiến cho khán giả không thể lường trước được. U23 UAE được hưởng phạt đền khi hậu vệ Nhật Bản để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên trên chấm 11m, Abdullah Idris lại dứt điểm quá hiền và để cho thủ môn Suzuki dễ dàng cản phá. Không tận dụng được cơ hội ngon ăn, U23 UAE đã phải trả giá đắt ngay sau đó. Trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo Hosoya đã dễ dàng bật cao đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Những phút sau đó dù rất nỗ lực nhưng U23 UAE không thể có bàn gỡ và đành chấp nhận thua trước U23 Nhật Bản. Ở trận đấu còn lại, đồng thời cũng là trận đấu muộn nhất ngày hôm qua, U23 Ả Rập Xê Út cũng đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp các thủ U23 Tajikistan với tỷ số là 5-0, qua đó đẩy U23 Nhật Bản xuống vị trí thứ 2 tại bảng B. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.